Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho Điện Biên ạ. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, Điện Biên sông núi mênh mông, quê hương lịch sử, chiến công lẫy lừng, gạo ngon có ở khắp vùng, nông sản cây dứa ước chừng lên ngôi. Đó là nội dung thi ý tưởng nhà nông với chủ đề để dứa lên ngôi, phân vai Sơn Bá trong vai giống dơ người bán dứa, Thu Minh trong vai người buôn dứa, Thu Phương trong vai chi hội trưởng nông dân, Minh Thuận trong vai chủ nhiệm hợp tác xã. Sau đây tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Mua dứa nào, dứa mường Trà Điện Biên vừa ngon vừa thơm đấy. Ây da, mà mấy cái phiên chợ hôm trước cái ta nó bán được bao nhiêu là lu cỡ dứa, thế mà cái này chưa thấy đứa nào đến mua. Mua này cái người quá, mua dứa đi à bà con ơi. Anh giống ra à, hôm nay anh lại đi bán dứa à? Thế của dứa đợt này anh có phun cái thích thích vào không đấy? Ôi lại là cái mày à, em Minh à, vào đây cái dứa của ta nhá, vừa to lại vừa dài một tí. Còn cái mày hỏi ấy, thích ấy, khó quá bà con nhỉ. Đến tối ta về ta chỉ phun vào cái vợ ta thôi à. Ôi giời, cái ông này, cái dứa của ta nhá, sạch 100% đấy, mày mua đi. Ừ thì em mua, nhưng lần này em mua theo chục ship thôi đấy bác ạ. Cái gì? Để mong ta chỉ biết y này, o này, còn là chục mấy ship ấy. Cái tàu nâu nâu, chi bâu, không biết lâu, không biết đâu. Ôi giời, anh giống giờ hôm nay vui tính thế nhỉ. Thêm một quả thì anh bán bao nhiêu? Mà 10 quả thì anh bán bao nhiêu? Nếu mà em mua hết cả cái lô cỡ này cho anh thì anh bán bao nhiêu tiền? Cái hợp tác xã là sàn nông thôn mới, dứa của nó to thì nó bán là 10.000 một cá. Còn dứa của ta bán 8.000, 10 quả thì ta bán 80.000. Mày mua thì mua, không mua thì ta đi bán cho cái hợp tác xã nông thôn mới đấy. Sao mà đắt thế? Thôi em bảo này, thôi chú quen biết với nhau. Ê anh mua bán thẻ cho em đi, em bỏ hết cái lô cờ này cho anh. Em trả anh 50.000 nhá, 50.000 nhá. Thôi, làm gì cho nó mệt cánh này nhá. Bán được rồi. Chào chào. Bác giống sơ, bác đã bán hết dứa chưa anh? Bác đã bán hết dứa chưa? Cám bộ nông dân à, ta đã bán được quả nào đâu mà hết với con. Mà ta đang bị cái con buôn này này, nó ướt vào đường. Thế cám bộ có cái nào tháo gỡ không? Bán thì bán, không bán. Dạ, thưa bác, bản ta, xã ta đã có tổ hợp tác xã và tiến tới thành lập hợp tác xã trồng dứa trên toàn huyện Mông Trà mình đấy bác ạ. Thế cái nhà ta có 3 ha dứa này có được góp vốn rồi vào hợp tác xã không? Được chứ bác, miễn là gia đình ta tự nguyện tham gia và góp vốn điều lệ cùng chung tay xây dựng hợp tác xã mà con lương hưởng lợi từ hợp tác xã nữa đấy bác ạ. Mà anh chủ nhiệm ra kia rồi, bác ra hỏi cụ thể nhé. Chào bác và cô, bác và cô đứng trao đổi gì mà sôi nổi vậy? Vâng. Giang ơi, cái chủ nhiệm ta là nghe cán bộ nông dân nó phổ biến, ta chưa rõ lắm. Mà nghe đâu cái Na Sang ta, rồi huyện Mường Trà Điện Biên ta có cái hợp tác xã trồng dứa thì không phải đi bán lung tung nữa à? À đúng rồi bác Dơ ạ, hiện nay xã ta đã có tổ hợp tác xã và tôi đây đang là sáng lập viên để vận động các tổ liên hiệp lại thành liên minh hợp tác xã. Và khi gia đình các bác tham gia là thành viên của hợp tác xã thì gia đình các bác sẽ được tiếp nhận, được thực hiện và hưởng lợi. Và tóm lại là từ đầu vào đến đầu ra luôn bác ạ. Này đấy, cán bộ nông dân ơi, cái anh chủ nhiệm nó nói là ra vừa định vào là ta chưa hiểu gì cả. Thế này bác ơi, gia đình bác tham gia vào hợp tác xã trồng dứa thì được hướng dẫn chăm bón an toàn, bao tiêu sản phẩm và không bị tư thương nó ép giá bác ạ. Anh chủ nhiệm ơi, cô Phương ơi, chúng tôi cho xe của công ty vào chở dứa, các anh chị đã có dứa chưa ạ? Bà con đang mang dứa ra rồi,
Điểm ơi, thế là cho tôi đóng góp luôn, rồi ta về ta vía cái đơn xin vào cái hợp tác xã. Mà ngày trước ấy ta trồng là 3 ha lúa nương thì mỗi năm chỉ được thu 20-21 triệu đồng thôi à. Bây giờ ta có 3 ha thứ này đẹp lắm nhá, ta bán cho các anh thì anh trả ta bao nhiêu nào? Thế thì bây giờ tôi ứng trước cho bác khoảng 50% là 30 triệu nhá. Ồ bê 30 triệu bác. 30 triệu, 30 triệu nữa con ơi. Vui quá, vui quá. Thế là cái đứa mở trà Điện Biên ta lên ngôi rồi. Vâng, bác về bác hết dứa ra đây bác nhá. Cán bộ thu mua dứa đến rồi. Cô Phương bảo bà con và các đội đem dứa ra sân kho nhập cho công ty luôn nhá. Vâng, em thông báo ngay đây ạ. Các chị em trong tổ mang dứa ra cân nhanh lên nhé. Xe công ty đến rồi. Mang dứa ra bà con. Đúng rồi, ngay bây giờ đây ạ. Quả dứa quê ta Điện Biên mường trà, cùng chung tay xây dựng hợp tác xã để dứa mường trà làm giàu nông dân, để dứa mường trà hội nhập muôn phương. Tiểu phẩm để dứa lên ngôi đã khép lại phần thi ý tưởng nhà nông của đội thi tỉnh Điện Biên. Một lần nữa xin kính chúc hội thi thành công, sức khỏe. Vâng, và xin được chúc